À, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì Bích Thảo xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một cái mẫu ghế tắm kết hợp bô vệ sinh có mã là GBM026, thuộc thương hiệu của Gia Bảo Minh. Thì cái ghế tắm này được nhà sản xuất thiết kế nhìn rất là chắc chắn. Tải trọng của cái ghế này thì lên đến 100 kg. Về chất liệu thì khung thì được làm bằng khung nhôm không gỉ và thành tây, và tựa lưng thì được làm bằng nhựa ABS rất là chắc chắn. Đệm ngồi thì được làm bằng lớp bọc mút nhìn rất là chắc chắn, khi mà chúng ta ngồi á cảm giác rất là êm ái cho người sử dụng. Điều đặc biệt là cái xe này sẽ có hai chức năng chính, đó chính là chúng ta có thể là đi vệ sinh hoặc là chúng ta có thể là làm ghế tắm ở trên cái ghế bô này cũng rất là tiện lợi. Về cái bốn chân của cái ghế tắm này thì được trang bị cho chúng ta thêm là bốn cái đế cao su chống trơn trượt, khi mà chúng ta để trên cái bề mặt đất á, thì nó không có bị trơn, giúp an toàn cho cái người sử dụng ha. Khi mà chúng ta muốn gấp gọn, muốn di chuyển đi đâu ở trong nhà hoặc là đem đi du lịch, đi bất cứ nơi đâu thì chúng ta cũng rất là dễ dàng, chỉ bằng một động tác là chúng ta chỉ cần gấp này lại cũng rất là dễ dàng ha, và thuận tiện, trọng lượng cũng rất là nhẹ. Khi mà chúng ta muốn lấy ra sử dụng thì chúng ta chỉ cần kéo nó ra thôi. Ghế này thì sẽ phù hợp cho những người già, người lớn tuổi, những người mà khả năng đi lại kém, di chuyển nó khó khăn á, thì chúng ta cũng có thể là sử dụng cái ghế này. Khi mà chúng ta sử dụng á, thì muốn đi vệ sinh á, thì chúng ta chỉ cần là nhấc cái này lên và chúng ta đi vệ sinh trên đây ha. Để muốn đổ bô á, thì chúng ta sẽ kéo cái bô này ra, hoặc là chúng ta cũng có thể là nhấc nó lên được, nhấc cái ghế này lên được. Khi mà chúng ta muốn sử dụng ngồi như một cái ghế thông thường á, thì chúng ta sẽ đẩy cái nắp này lại. Nếu như quý vị cần muốn tư vấn rõ hơn về sản phẩm hoặc là đặt mua sản phẩm thì hãy liên hệ với số hotline 0962 136 850. Xin chào và hẹn gặp lại.